Aegi cùng gia đình mới chuyển nhà đến đây, nhưng cô luôn cảm giác khu vườn phía sau có ai đó đang theo dõi mình. Tuy nhiên khi đuổi theo lại không thấy ai cả. Taehee bị bệnh thường xuyên phải uống thuốc an thần, nhưng hôm nay tự dưng có mùi gì đó rất thối. Nhìn gió thổi qua cửa sổ, Taehee chợt hiểu nó phát ra từ khu vườn phía sau, nơi có lùm đất gì đó nhô cao và hơi kỳ lạ. Cảm thấy mùi khó chịu, Taehee liền nhấc máy gọi báo cho chồng, nhưng chồng của Taehee chưa nói câu nào đã tắt máy. Taehee ở nhà không thể chịu được mùi thối này, cô quyết định cầm chiếc xẻng ra đào chỗ bốc mùi lên. Đang lúc chuẩn bị đào thì người chồng về cản lại. Taehee nói có mùi gì đó rất khắm sau vườn, câu nói khiến sắc mặt cậu con trai thay đổi. Cậu ta khẳng định là không thấy mùi gì, còn người chồng thì kêu đó chỉ là mùi phân bón. Thấy vậy Taehee cũng quyết định không đào nữa. Buổi tối khi cả nhà đang ăn cơm, mùi khắm bốc lên khiến cậu con trai không ăn được mà rời khỏi. Nhưng người chồng vẫn cố gắng ăn như bình thường, khiến Taehee lại tưởng là mũi mình bị viêm xoang. Lúc này có hàng xóm bấm chung cửa muốn sang chơi, nhưng anh chồng lại nhất mực từ chối bảo nhà bận rồi. Ai ngờ cô gái tỏ vẻ khó chịu nói mùi gì thối thế. Nghe thấy vậy anh chồng vội tắt camera, nhưng câu nói này đã khiến Taehee bàng hoàng cả người. Không lẽ anh chồng đã chôn gì đó dưới đất? Cô đến ngồi cạnh muốn hỏi chồng, nhưng anh chồng lại nói đừng có mà nhiều chuyện. Taehee hết cách đành phải đứng lên rửa bát. Nhưng cô cứ nhìn ra khu vườn xem ở đó có gì, trong lòng thì nhớ tới bà hàng xóm. Jin Suk dường như cảm thấy mối quan tâm của vợ, anh nói chắc là sắp đến ngày giỗ của chị gái nên em nhạy cảm hơn. Taehee thấy vậy vội xin lỗi chồng, cô không muốn chồng phải phiền lòng vì bản thân cô. Trước khi đi ngủ, Taehee lần nữa thấy quá thối phải vào toilet nôn mửa. Sáng hôm sau trong lúc dọn dẹp, Taehee nhặt được bông hoa nhựa dưới sàn. Cô cố gắng lau dọn nhà cho nhanh, nhưng gió cứ liên tục thổi vào nhà từ sau khu vườn, mang theo mùi thối khắm khiến Taehee không thể nào chịu nổi. Cô đi một mạch sang nhà hàng xóm. Tình cờ cô ấy vừa đi tập thể dục về, hàng xóm hỏi rốt cuộc vườn nhà bạn có mùi gì thế. Taehee chột dạ đành nói chắc là phân bón tự nhiên, nhưng người phụ nữ nói mùi đó giống như thịt người. Nghe điều này Taehee chợt lạnh gáy, cô đi một mạch tới chỗ phát ra mùi đó, ngay lập tức nhặt xẻng lên và đào nó. Taehee cứ vậy đào một cách điên cuồng, rồi cô đột nhiên giật mình ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Hóa ra có hai ngón tay ở dưới đất lòi ra. Phía khác ta có nữ chính thứ hai là Sang Eun, thường xuyên bị chồng bạo hành, nhưng cô gái vẫn cứ phải nhẫn nhịn, bởi vì Sang Eun đang mang thai 5 tháng. Người chồng hỏi bầu bí có thèm ăn gì. Sang Eun rất thèm ăn dâu tây nhưng cũng không dám nói to. Tên chồng thấy vậy đưa thẻ cho cô đi mua một hộp. Hắn nhấc máy gọi điện cho Jin Suk là chồng của Taehee, còn nói ta biết mày chôn xác sau vườn, mau chuẩn bị 500 triệu won để tao giữ bí mật. Bên này Sang Eun đi đến cửa hàng tiện lợi, nhìn giá dâu tây đắt quá cô không dám gì, cuối cùng chỉ mua một hộp kem dâu tây. Khi về đến cửa cô chần chừ không dám vào vì sợ chồng đánh. Quả nhiên khi vừa mới đi vào, cô gái đã ăn một trận đòn khốn cổ. Sang Eun tuyệt vọng bò ra phòng khách nơi có camera, nhưng cô đã bị chồng tóm lại lôi vào phòng oánh thêm một trận. Ban đêm chồng ngủ rồi, cô mới vào nhà vệ sinh ăn nốt hộp kem. Quay lại phía Taehee vừa mới phát hiện ra cánh tay dưới đất. Đúng lúc này thì có tiếng chuông cửa. Taehee vội vàng dùng chiếc bình đậy ngón tay lại. Người gọi cửa hóa ra là hai vợ chồng nhà Sang Eun đến chơi. Tên chồng kia đưa cho Taehee một tấm danh thiếp, kèm theo một chiếc ba lô khá nặng nề. Tên chồng đều kia mang ba lô vào sân, nhưng hành vi của hắn thật sự rất kỳ lạ. Dường như hắn không có ý định rời đi. Taehee thấy vậy vội quay lại phòng khách gọi điện cho chồng, nhưng khi nhìn lại không thấy anh ta đâu nữa. Taehee thấy không ổn lập tức chạy ra ngoài sân, tiếp tục chạy về sau nhà thấy một bóng người sau bức rèm. Khi mở rèm ra thì tên chồng kia liên tục chụp ảnh cô, hắn nói do thích ngôi nhà quá nên chụp ảnh lại, còn nhờ Taehee chuyển lời với chồng tối nay hẹn đi câu cá đêm khuya. Sau đó hắn về xe với vợ miệng không ngừng cười điên dại. Chiều hôm đó hắn gửi hình cho chồng Taehee tống tiền hẹn tối gặp nhau. Lát sau chồng của Taehee về nhà, Jin Suk mở cái sổ úp nên kiểm tra ngón tay cẩn thận. Suy nghĩ một lát hắn lại cầm xẻng chôn cái bàn tay đi. Jin Suk giải thích với vợ đó chỉ là găng tay cao su mà đội dọn rác chôn lại. Hắn còn mang một cái găng tay cao su vào đánh lừa vợ mình. Taehee không tin muốn tự mình đào lên xem cho rõ, nhưng tên chồng ôm chặt cô lại. Jin Suk nói dạo gần đây vợ hay ngửi thấy mùi hôi thối là do việc chị gái mất quá đau buồn khiến cô sinh ảo giác. Taehee vì sợ chồng nên dường như cũng chấp nhận điều này. Tối đó Jin Suk đưa cho con trai một ly sữa có thuốc ngủ, sau đó lại đưa cho vợ một tách trà có thuốc mê. Quả nhiên lát sau Taehee đã ngủ tít mắt. Nửa đêm cô tỉnh lại không thấy chồng đâu, trời mưa càng lúc càng mưa nặng hạt. Đồng thời lúc này Sang Eun bước ra khỏi xe, cô ấy đang làm gì đó bí ẩn trong đêm tối. Sáng hôm sau cảnh sát báo cho Sang Eun về cái chết của chồng, nhưng khi thấy cái xác chồng cô lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, khiến mấy vị cảnh sát không khỏi ngạc nhiên. Họ thẩm vấn Sang Eun lần cuối gặp chồng là khi nào. Sang Eun nói sự thật một cách chi tiết, rằng tối qua chồng mình có hẹn đi câu với sếp cũ là chồng của Taehee. Về đến nhà Sang Eun phân loại đồ đạc của chồng. Bên trong hộp cát tông có một cuốn sổ bí mật giấu bên trong. Phía bên này Taehee phát hiện lốp xe của chồng dính đầy bùn, bên trên còn nhiều lá rụng. Điều đó có nghĩa tối qua hắn đã đi đâu đó. Lát sau cảnh sát đã tìm đến tận cửa, bởi vì đêm qua nạn nhân chết trong hồ câu có hẹn với Jin Suk, nên anh ta phải đi theo cảnh sát về đồn điều tra. Taehee định uống thuốc giảm đau cho giảm căng thẳng, nhưng cô đột nhiên không uống nữa. Sau đó mở camera gia đình trong điện thoại xem, bất ngờ thấy những video vào tối qua đã bị xóa sạch. Phía Sang Eun mở điện thoại mà chồng cô đã cầm của cô gái nào đó lên xem, rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Sang Eun sau đó lại mở bộ sưu tập ảnh, bên trong có video đe dọa tống tiền nhiều người, kèm theo cả ảnh của Jin Suk với cô gái kém tuổi, có lẽ cũng để tống tiền anh ta.
Sang Ngân mở ảnh xin giúp nhưng tạm thời chưa biết anh ta là ai. Đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng, thế là lập tức gửi hình sang cho chồng của Tae-hee hỏi dò anh biết em là ai chứ. Phía Tae-hee liền đọc được tin nhắn này. Lát sau tại đám tang của chồng Sang Ngân, Tae-hee cũng tới đây và gặp Sang Ngân trong toilet. Vừa nhìn Sang Ngân đã nhận ra nữ chính hôm nọ chồng mình đến gặp. Đồng thời khi ra ngoài gặp chồng của Tae-hee, cô cũng nhận ra đó là người mà chồng mình tống tiền. Thấy đối phương không có phản ứng, Sang Ngân đề nghị gặp Jin-suk để nói chuyện riêng. Tae-hee nhìn theo cảm giác khó hiểu. Cô nhận ra chiếc điện thoại màu hồng giống với chiếc cô gái cầm trong tin nhắn gửi đến. Bên ngoài Jin-suk thắc mắc tại sao Sang Ngân gọi mình ra đây. Sang Ngân liền đưa ra chiếc điện thoại màu hồng, còn hỏi anh bị chồng tôi tống tiền phải không? Có lẽ chồng tôi biết có thể chết khi đi câu cá nên mới để chiếc điện thoại này ở nhà. Nghe cô gái nói vậy, Jin-suk cũng giật mình. Sang Ngân mạnh mồm tuyên bố tôi sẽ tìm ra sự thật. Jin-suk liền đe dọa tốt nhất cô nên vì con mà giữ lại mạng sống. Sang Ngân cay đắng nhổ một bãi nước bọt. Cô phát hiện Tae-hee bên trên đã quan sát hai người. Thế là Sang Ngân lên trên nắm chặt tay nữ chính, tuyên bố rằng chính chồng cô đã giết chồng tôi. Câu nói khiến Tae-hee đơ hết cả người. Về nhà cô không ngừng suy nghĩ về câu nói của Sang Ngân, cộng thêm biểu hiện của chồng mấy ngày gần đây khác lạ. Tae-hee nhân lúc chồng mình ngủ bí mật ra ô tô kiểm tra cam hành trình, nhưng tất cả đã bị xóa dữ liệu. Sáng hôm sau, cả gia đình Sang Ngân ăn cơm, chị dâu hỏi Sang Ngân có kiểm tra bảo hiểm của chồng. Nghe những lời này, cô liền bỏ giờ bắt cơm vội lao đến công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, bảo hiểm sẽ không chi trả nếu nguyên nhân là chồng Sang Ngân tự sát, nên hiện tại ít nhất phải đợi đến khi có kết quả điều tra. Sang Ngân về nhà ăn một quả táo nhớ lại hôm đó, chính cô đã chúc thuốc mê chồng mình, sau đó đổi sang ghế lái với một ánh mắt đáng sợ. Hóa ra chính Sang Ngân là người hại chồng. Sáng hôm sau, Tae-hee đến gặp Sang Ngân, muốn hỏi tại sao cô ấy lại khẳng định chồng mình là thủ phạm. Sang Ngân liền cho nữ chính xem video trong chiếc điện thoại màu hồng. Bên trong kèm một bức ảnh cô gái tên Su Min 16 tuổi. Cô gái này cũng là chủ nhân của chiếc điện thoại màu hồng đã mất tích bí ẩn. Bức ảnh cuối cùng cho thấy chồng Tae-hee đã từng tiếp xúc với cô gái này. Nói cách khác, rất có thể Jin-suk đã hại chồng của Sang Ngân. Tae-hee khẳng định chồng mình không thể như vậy được. Vừa hay lúc này Jin-suk gọi điện hẹn gặp Sang Ngân. Cô ta liền mở loa ngoài cho Tae-hee nghe cùng. Có vẻ chồng của nữ chính đã bị cô gái này nắm thóp. Tae-hee liền hỏi vậy rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền, nhưng Sang Ngân kêu còn để suy nghĩ. Tối đó Jin-suk đến điểm hẹn gặp Sang Ngân để thỏa thuận. Jin-suk muốn đưa 200 triệu won để Sang Ngân giữ bí mật cho mình. Tuy nhiên Sang Ngân nhất quyết đòi 500 triệu won, bởi chồng tôi đã ghi trong sổ muốn tống tiền anh là 500 triệu won. Jin-suk lần nữa cảnh cáo cô gái tốt hơn hết hãy giữ mạng sống của mình, dù thế nào thì tôi cũng chỉ đưa 200 triệu. Sang Ngân vứt đống tài liệu phạm tội của Jin-suk lên bàn. Jin-suk xem qua liền nói mấy thứ này không đáng giá 500 triệu. Phía Tae-hee đang bên ngoài nghe cuộc trò chuyện của hai người. Đột nhiên Sang Ngân đưa ra bức ảnh Jin-suk với cô gái Su Min 16 tuổi lên bàn. Vẻ mặt Jin-suk lập tức trở nên căng thẳng, cuối cùng đành nâng giá lên 300 triệu won. Không ngờ Sang Ngân vẫn nhất quyết đòi 500 triệu. Nghe đến đây Jin-suk bực mình nói thẳng, tôi không hiểu cô đã vận chuyển xác chồng thế nào. Thật không dễ vì anh ta to lớn mà cô lại đang mang thai. Nghe đến đây Sang Ngân đứng hình, tại sao cô lại giết chồng của mình? Biểu hiện của Sang Ngân cho thấy dường như chính cô là thủ phạm. Phải một lát sau cô ta mới hoàn hồn phủ nhận mọi thứ. Jin-suk thừa nhận mình đã làm chuyện bẩn thỉu với cô gái trong bức ảnh. Anh đề nghị 300 triệu để chôn vùi chuyện này. Một lần nữa Sang Ngân nhất quyết vẫn đòi 500 triệu. Vì 500 triệu thì cô mới đủ tiền để mua nhà. Do không thỏa thuận nên Jin-suk về trước, còn Tae-hee thì chở Sang Ngân đi. Đúng lúc này có người lạ gọi đến điện thoại của cô gái 16 tuổi. Hắn nói muốn biết Su Min là ai thì ngày mai đến gặp. Lát sau Sang Ngân về tới phòng thì chủ nhà đến. Do hết tiền thuê phòng nên cuối tháng cô sẽ bị đuổi đi. Sang Ngân hỏi chủ nhà rốt cuộc mua một căn nhà nhỏ ở đây thì bao nhiêu tiền. Bà ta trả lời ít nhất cũng phải 500 triệu. Phía Tae-hee về tới nhà cảm thấy rất băn khoăn. Cô không biết chồng mình và Sang Ngân ai mới là thủ phạm giết chồng Sang Ngân. Chuyển cảnh sang phía Jin-suk vừa uống rượu vừa nhớ lại chuyện cũ. Hôm đó cô gái Su Min mất mạng trong nhà. Lợi dụng lúc đêm trời mưa, anh đã đào một cái hố lớn ở sân sau, bỏ Su Min trong túi đựng đồ câu và chôn dưới đất. Phía Tae-hee và Sang Ngân đến gặp người đàn ông kia. Hắn cho biết mình là Tae-gong, người bảo kê của Su Min 16 tuổi. Tae-hee vứt một chiếc bịch tiền để đổi lấy thông tin. Lúc này hắn mới nói Su Min là nữ sinh tay vịn làm việc cho hắn, nhưng đã mất tích gần tháng nay không thấy về nhà. Khi nhìn bức ảnh không ngờ hắn cũng biết Jin-suk chồng của Tae-hee. Bây giờ hắn kể lại toàn bộ sự thật. Hôm đó hắn cùng Su Min muốn tạo dựng ra một vụ tai nạn để vòi tiền Jin-suk. Ai ngờ khi đụng xe rồi nhưng Jin-suk mãi không chịu ra khỏi xe, khiến tên bảo kê có chút bối rối. Lát sau Jin-suk xuống xe chửi Su Min không nên sinh ra trên đời. Câu chửi đều khiến Su Min ôm mối thù hận. Đó là toàn bộ lời kể của tên bảo kê Tae-gong. Cùng lúc này thi thể một cô gái được tìm thấy bên cạnh hồ câu cá, không ai khác chính là xác của Su Min. Phía Tae-hee chuẩn bị đưa Sang Ngân về nhà. Lời kể của tên bảo kê cho thấy chồng cô không liên quan gì đến Su Min. Vậy nên Tae-hee nghi ngờ mục đích Sang Ngân liên lạc với mình là tống tiền. Thấy Sang Ngân gân cổ lên cãi, thế là Tae-hee cho cô ấy ăn một cái vả. Sang Ngân sau đó bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Cô ngồi thụp xuống nhớ lại chuyện hôm đó. Hóa ra hôm đó Sang Ngân bí mật cho thuốc ngủ và thuốc của chồng uống. Chỉ một lát sau anh ta đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Sang Ngân liền lái xe đưa chồng đến hồ câu cá, mặc dù đang mang bầu khá to. Sang Ngân vẫn lấy hết sức đẩy chiếc xe của chồng mình xuống hồ nước. Vậy là cô đã giết chồng để trả thù những tháng ngày bị hành hạ. Sau đó lấy hết đi những bằng chứng và trở về nhà mẹ để ngủ qua đêm. Lát sau Sang Ngân về đến nhà thì bị cảnh sát hỏi chuyện.
Hóa ra cảnh sát đã tìm thấy chất thuốc ngủ trong xác của chồng cô. Sang Eun đành nói dối anh ấy không uống thuốc ngủ bao giờ. Cô gợi ý hôm đó chồng tôi có hẹn đi câu cá với Jin Suk, có khi nào anh ta là thủ phạm. Nhưng cảnh sát nói hôm đó chỉ có một vệt bánh xe vào hồ. Nói cách khác thì vụ này gần như là chồng cô đã tự soát. Tuy nhiên kết quả này Sang Eun không vui chút nào, vì như vậy cô sẽ không được lĩnh tiền bảo hiểm của chồng. Cùng lúc đó mẹ của San Eun đột nhiên đến viện dưỡng lão để sống. Trong khi nơi này bà đã từng ghét cay ghét đắng không chịu ở, thì ra bà đã biết việc con gái mình giết chồng. Bà quay sang nói với San Eun, dù sao con rể cũng là bố đứa bé trong bụng, sao con lại nỡ giết nó chứ? Câu nói giết San Eun giật hết cả mình. Hóa ra tối hôm đó San Eun về nhà mẹ ngủ bà đều biết tất cả. Cứ tưởng bà tâm thần nhưng đôi lúc vẫn còn minh mẫn. Phía Tae Hee sáng hôm sau đã lấy lại được tâm trạng tốt. Ai ngờ lúc cô cởi tạp dề ra một cái gì đó rơi ra khỏi túi. Đây là một bông hoa nhựa. Cô ngay lập tức nhớ tới chiếc điện thoại mà Hồng bị mất cái này. Tae Hee chợt hiểu rất có thể chồng mình đã hại nữ sinh đó. Đồng thời lúc này đài truyền hình đưa tin xác cô gái chính là Soo Min. Không hiểu sao con trai của Tae Hee khi nghe tin này giật mình thon thót. Phía Tae Hee đang điên cuồng đào bới trong sân, Jin Suk vội vàng lao đến cản lại. Nhưng lần này Tae Hee đã biết quá nhiều, Jin Suk đành phải thú nhận tất cả với vợ. Đó không phải là găng cao su mà là một bàn tay người. Tae Hee nghe xong không khỏi choáng váng. Chủ nhân của bàn tay đó chính là cô gái Soo Min. Tae Hee không thể kìm lòng sau khi nghe được sự thật man rợ này. Đúng lúc này con trai Kang Won bất ngờ xuất hiện. Tae Hee kêu con trai mau vào trong nhà. Nhưng cậu con trai Kang Won đột nhiên quỳ xuống. Lúc này cậu ta thú nhận tất cả với mẹ. Là chính con đã giết cô gái Soo Min. Người bố Jin Suk biết nhưng lâu nay bao che cho con trai của mình. Thì ra Soo Min vốn là một cô gái tay vịn. Nhưng mượn một bộ đồ học sinh để tiếp cận với cậu con trai Kang Won. Vì Soo Min biết Kang Won là con trai của Jin Suk, người đã chửi cô khi đụng xe hôm nọ. Sau nhiều lần nói chuyện, Kang Won thật sự cũng có cảm tình với Soo Min. Thế là Soo Min thành công bước vào nhà của cậu ấy. Cô gái xem ảnh gia đình nhưng không may làm rơi vỡ, sau đó lại ngồi trên cửa sổ chụp ảnh tự sướng. Còn nói lần này đến đây là để trả thù người nói cô không nên sinh ra trên đời. Soo Min ẩn ý người đó chính là bố của Kang Won. Thấy Kang Won không hiểu, Soo Min mới đưa que thử thai hai vạch cho cậu ta xem, đồng nghĩa cô gái đã mang thai với bố của cậu nhóc. Kang Won không muốn gia đình mình sẽ tan vỡ vì cô gái tay vịn này nên đã chạy theo giữ Soo Min lại. Ai ngờ Soo Min vẻ mặt thách thức nói bố cậu sẽ phải cưới tôi, lúc đó cậu sẽ phải gọi tôi bằng mẹ. Trong lúc bồng bột, Kang Won bất ngờ đẩy cô gái ngã xuống cầu thang. Soo Min nằm bất động khiến cậu ta tưởng cô ấy đã chết, hơn nữa có máu đen chảy ra từ đầu. Lát sau người bố về thấy cô gái đã ngất và con trai ở đó. Biết là cô gái mình quan hệ có bầu nên Jin Suk vội giấu lên tủ quần áo tầng 2. Sáng ngày hôm sau Tae Hee luôn nghe thấy tiếng đập ở trên tầng, đang định lên kiểm tra thì chồng ngăn lại. Chiều hôm đó Jin Suk vội chôn xác của Soo Min, kết quả là 10 ngày sau Tae Hee luôn ngửi thấy mùi cực thối ở phía sau vườn. Đợi khi Tae Hee phát hiện bàn tay thò lên, Jin Suk liền nói dối đó là tay nhựa, rồi ban đêm bí mật cho thuốc ngủ vào trong trà và sữa. Đợi khi hai mẹ con ngủ say, Jin Suk lợi dụng trời tối đào xác của Soo Min lên, sau đó cho vào ba lô chuyển đến hồ câu cá vứt. Đây là toàn bộ lời kể từ miệng của ông chồng. Nhưng Jin Suk lại phủ nhận việc mình làm cô gái đó có thai, nói rằng anh chỉ khám phụ khoa cho Soo Min làm sao có thai được, có lẽ nó thấy anh giàu nên muốn bám vào. Tae Hee thấy câu trả lời hợp lý nên tạm tin. Cô muốn đưa con trai đến đồn cảnh sát đầu thú. Em không thể để con trai dằn vặt đến hết đời. Nhưng Jin Suk kịch liệt phản đối. Anh nghĩ rằng một khi con trai ra đầu thú, cả phòng khám và gia đình này sẽ tan vỡ hết. Miễn là em giả vờ như không biết thì gia đình vẫn có thể sống bình thường. Tae Hee bị thuyết phục bởi những lời nói cảm xúc của chồng nên tạm thời không đi báo cảnh sát. Có điều chưa chắc đây đã phải là sự thật. Hôm sau hai người đến đồn cảnh sát phỏng vấn theo lịch hẹn. Jin Suk nói với vợ chỗ anh ta vứt xác Soo Min trùng hợp gần chỗ người chồng kia chết. Jin Suk nhắc ngờ có thể người vợ Sang Eun là kẻ hại chồng. Mấy hôm trước đó anh đã làm rơi điện thoại của Soo Min trên xe của hắn, nên tên chồng kia đã lợi dụng điều đó để tống tiền anh. Tae Hee sợ Sang Eun sẽ khai với cảnh sát về chiếc điện thoại. Như vậy thì gia đình mình vẫn không thể yên bình. Nghe câu này Jin Suk hiện lên vẻ mặt đáng sợ. Thề sẽ bảo vệ gia đình bằng mọi giá. Tại đồn cảnh sát, San Eun và Tae Hee bị điều tra tại hai phòng riêng. Cảnh sát đã thu thập được chiếc điện thoại, nhưng San Eun khai rằng là chồng cô đã lấy nó từ cô gái. Vừa hay lời khai của Tae Hee cũng trùng khớp với San Eun, thế là cảnh sát kết luận chồng của San Eun đã hại cô bé Soo Min rồi tự soát. San Eun cũng không muốn cảnh sát điều tra thêm vì sợ lộ mình đã hại chồng, thế là vụ án tạm thời khép lại. Hai người ra ngoài đồn cảnh sát hỏi nhau đã khai gì. San Eun tiếp tục đe dọa nữ chính về chiếc điện thoại, chính là chồng cô đã lấy nó từ cô gái. Chồng tôi chỉ là ăn trộm lại của chồng cô mà thôi. Đang lúc này San Eun nhận được điện thoại phải đến bệnh viện. Thì ra mẹ San Eun đã tự cắt tay, ngoài ra tiền viện phí của mẹ chưa được thanh toán. Nếu không thanh toán sớm bệnh viện bắt buộc phải đuổi bà đi. San Eun lát sau về tới nhà, chủ nhà gọi điện báo đã cho người mới thuê và đuổi San Eun đi. Dù sao San Eun cũng đã mất khả năng thanh toán. Trong khi phía Jin Suk lại cực kỳ thành công, hôm nay anh lại mở thêm một phòng khám mới. Hoàn cảnh của cô bây giờ rất khốn khổ, chị dâu kêu chị cũng mất hết kinh tế rồi, hiện giờ không thể chăm sóc mẹ nổi nữa. San Eun cầm trên tay chiếc điện thoại chồng, có lẽ cô vẫn phải tống tiền mới giải quyết được mọi chuyện. Phía bên này Tae Hee vào phòng không thấy con trai đâu cả, thì ra cậu nhóc đã thuê một phòng trọ bên ngoài. Người mẹ có thuyết phục thế nào cậu cũng không chịu về. Kang Won nói ngôi nhà mình thật sự quá ám ảnh.
Cậu kể với mẹ về mọi chuyện hôm hại Sumin, thì ra hôm đó Sumin vẫn chưa chết trèo ra khỏi tủ, cô gái ánh mắt yếu ớt như muốn cầu cứu, nhưng vì sắp muộn giờ học rồi, Kang Quang nói đi học về cậu sẽ đưa Sumin đi viện, nói xong cậu nhóc lấy cặp sách rời đi. Tuy nhiên trong lớp học Kang Quang bồn chồn bỏ ra khỏi lớp, cùng lúc đó Tae-hee ở nhà nghe thấy tiếng đập, nhưng Jin Suk đã ngăn cản vợ mình lên tầng, còn nói vì em uống thuốc gây ra ảo giác. Trên thực tế đó là tiếng động Sumin đập cửa cầu cứu, Tae-hee không nghi ngờ gì cứ vậy rời đi. Phía Kang Quang đang điên cuồng chạy về nhà, ai ngờ về tới nơi không thấy Sumin đâu cả. Đột nhiên cậu có một cái nhìn kinh ngạc, qua cửa sổ thấy bố mình đang đào hố, còn Sumin nằm bên cạnh vẫn sống sờ sờ. Lúc đó Jin Suk thẳng tay giết cổ cô gái cho đến mất mạng. Kang Quang chứng kiến tất cả không khỏi sợ hãi. Nghe hết những lời này, Tae-hee cũng thấy kinh tởm chồng mình. Cô tự trách mình đã không tin vào bản thân để lên tầng cứu cô bé. Hai mẹ con đều rất hối hận. Phía Sang Eun sau nhiều lần thử, cuối cùng cũng mở được mật khẩu điện thoại của chồng. Cô sốc khi thấy ảnh nền lại là Tae-hee, trong album có rất nhiều ảnh chụp lén, trong đó có một bức ảnh chụp cửa sổ thu hút chú ý, bởi vì nó giống hệt tấm mà Sumin đã chụp ở nhà Tae-hee, cộng thêm những lời ghi trong sổ của chồng. Sanun chợt hiểu ra thật sự là chồng của Tae-hee đã hại cô bé, giờ thì cô đã hiểu tại sao chồng cô lại tống tiền Jin Suk 500 triệu won. Sanun vui như bắt được vàng, nhưng cô hơi băn khoăn không biết tống tiền Tae-hee hay là Jin Suk. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định tống tiền Tae-hee. Sanun lát sau một mình đến nhà Tae-hee để tống tiền. Biệt thự sang trọng ở đây đúng là trái ngược với hoàn cảnh của cô. Sanun sau đó đi vào biệt thự theo đúng các bức ảnh của chồng. Khi đến phòng khách đã thấy Tae-hee ngồi đợi ở đó. Cô mặc kệ đi thẳng một mạch lên phòng của người con trai Kang Quang. Quả nhiên đã thấy cái cửa sổ giống như nạn nhân Sumin từng chụp. Sanun nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó quay trở lại phòng khách để gặp Tae-hee. Thằng thường nói muốn có 500 triệu won thì mới giữ miệng. Không ngờ Tae-hee chỉ đưa có 200 triệu won. Tae-hee nói 300 triệu sẽ đưa nốt khi xong việc. Sanun tò mò hỏi đó là việc gì. Nữ chính bất ngờ nói làm ơn hãy giết chồng tôi, cũng như cách mà cô đã hại chồng của mình. Sanun nghe xong đứng hình một lúc. Tae-hee lúc này mới lật bài. Hóa ra hôm trước cô đã tới thăm mẹ của Sanun. Người mẹ đã kể hết sự thật về việc Sanun giết chồng. Tae-hee dựa vào đó đe dọa ngược lại Sanun phải làm theo cô. Sanun tức giận hét lên tại sao tôi phải làm vậy. Sao lại mượn tay tôi giết chồng cô? Tae-hee nói vì đó là 500 triệu, phải có số tiền này cô mới có nhà để sống. Sanun cay đắng uống một ngụm trà, bắt đầu nhận ra Tae-hee không hề đơn giản. Tae-hee lại nói tôi cho cô thời hạn 3 ngày để suy nghĩ. Sanun đành tạm thời lấy 200 triệu won đi về. Cô lập tức đến viện trả tiền viện phí cho mẹ. Không may chồng của chị dâu cũng vừa bị tai nạn xe hơi, vì hết tiền nên chị dâu dự định sẽ bán nhà. Thấy chị dâu khóc nức nở, cô cũng muốn giúp đỡ. Sau việc này, Sanun quyết định giúp Tae-hee khử chồng. Thấy Tae-hee chưa có kế hoạch, Sanun liền bảo Tae-hee cách thức. Trước tiên cho hàng xóm thấy dấu hiệu bạo lực gia đình. Bước thứ hai nói bóng gió với hàng xóm việc chồng mình có hẹn gặp nạn nhân ở hồ câu cá. Hơn nữa tay chân phải tỏ vẻ run sợ. Điều này sẽ khiến hàng xóm nghĩ chồng cô là thủ phạm. Tiếp theo đợi khi chồng tắm, lấy điện thoại của hắn nhắn tin nội dung hẹn gặp Sang-eun đến hồ câu cá. Sang-eun nhắn lại giả vờ và biết hắn ta đã hại chồng mình. Hai người cứ vậy nhắn tin qua lại tạo ra chứng cứ giả, sau đó lập tức xóa đi. Bước cuối cùng Tae-hee pha thuốc ngủ và đồ uống sinh tố. Rất nhanh Jin Suk đã ngủ say lịm không hề biết gì. Ngay lúc đó Sang-eun đã đến. Hai người cho anh ta vào cốp xe rồi Sang-eun lái xe chở anh ta đến hồ câu, làm giả rằng anh ta đã tự sát do cảm thấy tội lỗi khi đã hại hai nạn nhân trước đó. Cứ như vậy một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra. Tae-hee hỏi cô có cảm thấy ân hận khi cử chồng. Sanun liền cho nữ chính xem video cảnh mình bị chồng hành hạ. Anh ta chết rồi thì hai mẹ con tôi mới được sống. Tae-hee sau đó về nhà thực hiện vụ ám sát đúng như dự định. Cô rót cho chồng một ly nước ép dưa hấu có nhiều thuốc ngủ. Jin Suk uống nhưng thấy đắng hơn bình thường. Tae-hee vội giải thích rằng hôm nay em đã bỏ thêm ít táo. Cuối cùng Jin Suk không nghi ngờ gì liền uống cạn ly. Khoảng 30 phút sau Sang-eun bắt taxi đến trước cửa nhà. Bên trong Tae-hee tắt hết cả camera giám sát. Sang-eun cẩn thận bật máy ghi âm trước khi bước vào trong. Nhìn thoáng qua có thể thấy Tae-hee đang bị mắc kẹt trong cảm xúc. Sanun kêu Tae-hee phải thật lạnh lùng mới thành công được. Hai người vào trong thấy Jin Suk đang ngủ sâu giấc. Sanun đưa cho Tae-hee bản đồ đến hồ câu tránh camera giám sát, còn hỏi đã chuẩn bị than tổ ong để giết chồng chưa. Bất ngờ Jin Suk tỉnh lại đâm thuốc mê vào cổ cô gái. Vậy là Tae-hee đã hợp tác với chồng giết Sang-eun để bịt miệng. Màn kịch đột nhiên đảo ngược một cách không ngờ. Hóa ra hai ngày trước Tae-hee đã đến văn phòng của chồng. Gần đây cô luôn nghĩ đến cảnh chồng cầu hôn mình ngày trước. Tae-hee rất tò mò tại sao chồng lại lấy cô. Câu trả lời của Jin Suk rất đơn giản. Miễn là em không phản bội, anh sẽ cùng em đi đến cả cuộc đời. Câu nói khiến Tae-hee thay đổi ý định sát hại anh ấy. Sáng hôm sau, Tae-hee đến nhà hàng xóm theo lời Sang-eun, nhưng ngược lại Tae-hee đã nói tốt cho chồng. Sau đó về nhà đưa cho chồng xem tin nhắn Sang-eun gửi đến. Cả hai thảo luận đưa tiền cho Sang-eun chắc gì cô ấy đã ngậm miệng lại. Rất có thể một thời gian sau sẽ lại đòi thêm. Không lẽ cả đời họ cứ phải cung cấp tiền mãi? Thế là Jin Suk đề nghị hãy khử cô ta. Vì Tae-hee không thể rời xa chồng, nên cũng cảm thấy điều này hợp lý. Trưa nay Tae-hee đã không bỏ thuốc ngủ và nước ép dưa hấu, và kết quả Sang-eun đã mắc vào bẫy của hai người. Lát sau Sang-eun tỉnh dậy sau cơn mê man, Tae-hee ân hận lấy con dao mổ đưa vào tay cô ấy, dặn rằng đợi lát nữa thì hãy mở mắt ra. Phía Jin Suk đang đào hố chôn rau vườn, anh ta vào nhà hỏi Tae-hee đã sẵn sàng rồi chứ.
Tae-hee đột nhiên hỏi chồng lúc anh Chun Soo-min vẫn còn sống, anh thật sự phải ra tay hạ sát cô bé 16 tuổi đó sao? Jisook nói hành động như thế đều là vì lợi ích của gia đình, tranh thủ lúc đó Sang-eun cắt dây chói. Còn Tae-hee bước tới trước mặt chồng, cô nói đã nghe con trai kể lại toàn bộ quá trình anh bóp cổ cô bé, đó là việc cực kỳ tàn ác không thể chấp nhận. Jisook thừa nhận mình đã khử Soo-min, nghe câu này khiến Tae-hee sốc nặng. Cô không ngờ chồng mình lại dã man đến thế. Bất chợt Jisook thấy Sang-eun động đậy, anh ta vội vàng lao tới cẩn thận quan sát. Sang-eun nhân cơ hội này cắt dao vào mặt anh ta. Cô giơ con dao ra trước mặt phòng thủ, nhưng Jisook lao tới đạp thẳng bụng bầu của Sang-eun bay đi. Hắn tiếp tục ném cô gái vào tường thật mạnh. Thật sự bây giờ Jisook đã trở nên điên rồ. Hắn đánh Sang-eun một cách vô cùng man dợ. Thấy thế Tae-hee vội hét lên kêu anh ta dừng lại, dọa sẽ tự sát nếu Jisook không đi đầu thú. Nhưng tên chồng mặt kệ tiến tới vả vào mặt Tae-hee. Hắn biết cô không sống được nếu như thiếu hắn. Tên này nắm tóc tiếp tục hành hạ. Tae-hee liền đâm dao vào chân hắn rồi bò lên tầng 2. Tên chồng dễ dàng đuổi theo bắt kịp. Đúng lúc này hàng xóm nhìn thấy Sang-eun nằm đó sắp chết. Phía Jisook bắt đầu mất hết tính người, sau cùng anh ta siết cổ vợ mình thật chặt. Anh ta muốn trừ khử cả Tae-hee và Sang-eun để diệt khẩu đi. Lúc này chuông cửa vang lên thu hút chú ý, đó là cô hàng xóm qua để xem xét tình hình. Jisook bên trong thấy vậy bịt miệng Tae-hee thật chặt. Tae-hee bất lực không thể làm gì, cũng may Sang-eun dưới nhà dùng bình hoa ném vỡ cửa kính. Jisook thấy thế liền bỏ qua Tae-hee muốn khử Sang-eun trước. Tae-hee lấy lại nhịp thở liền đứng dậy, bất ngờ đẩy chồng mình lăn xuống cầu thang. Jisook đập đầu mất mạng tại chỗ, nhờ vậy mà cứu được hai mẹ con của Sang-eun. Tae-hee đến đồn cảnh sát để đầu thú. Cô nói dối chồng mình là người sát hại chồng của Sang-eun, sau đó chồng tôi muốn giết Sang-eun để bịt miệng. Cùng lúc này Sang-eun đang ở trong bệnh viện. Cảnh sát báo Tae-hee đã thú nhận kẻ khử chồng cô là Jisook. Nói cách khác, Sang-eun có thể có được số tiền bảo hiểm 500 triệu won. Cuối cùng Tae-hee thừa nhận mình đã đẩy chồng ngã chết. Rất nhanh đã đến ngày xét xử. Tae-hee bày tỏ nếu cô tin tưởng vào bản thân mình hơn, có lẽ tôi đã ngăn được chồng làm ra chuyện ác như vậy và con tôi đã không phải chứng kiến tội ác này. Sau đó Tae-hee được đưa đến trại giam. Sang-eun vào thăm muốn hỏi Tae-hee một chuyện, tại sao lúc đó cô lại đưa con dao mổ cho tôi. Tae-hee nói cô bị lệ thuộc quá lớn vào chồng, mặc dù thấy anh ta ác độc nhưng vẫn không đủ can đảm để thoát ra. Nếu không có cô, tôi chắc chắn vẫn không tin mình đã ngửi thấy mùi thối. Có lẽ tên chồng nói gì tôi cũng vẫn tin theo. 4 năm sau, con trai của Sang-eun đã lớn, còn phía Tae-hee lúc này cũng đã được ra tù. Cô sống thanh thản tại biệt thự cùng con trai và những người hàng xóm. Phim hết rồi, nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!